Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về Samsung Galaxy A, dòng tầm trung của Samsung, nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều công nghệ có thể nói là xịn sò mà Samsung trang bị vào dòng sản phẩm này. Mà nếu nói cho đúng ra thì Samsung cũng mang rất nhiều những công nghệ cao cấp áp dụng vào đây. Ví dụ, mình có thể kể đến ngày xưa như là con Galaxy A7 ấy, là con điện thoại tầm trung đầu tiên của Samsung có camera góc siêu rộng, hay là con Galaxy A9 thì cũng là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có tới 4 camera đằng sau lưng. Đấy. Sau rồi con Galaxy A51 ấy, thì là cái con điện thoại bán cực kỳ chạy hồi năm vừa rồi ấy, thì nó là chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung tầm trung trang bị cái cảm biến camera macro để giúp các bạn có thể sáng tạo rất nhiều những cái phong cách chụp ảnh nó thú vị hơn và nó ấn tượng hơn. Và nói chung là bên cạnh rất nhiều những thứ khác, ví dụ như thiết kế màn hình, trải nghiệm hiển thị, rồi rất nhiều những thứ nhỏ nhỏ khác nữa để mà khiến cho nó là những chiếc điện thoại bán vô cùng chạy tại thị trường Việt Nam. Thậm chí con Galaxy A51 còn có rất nhiều những tính năng kế thừa dòng flagship như là chế độ chụp một chạm này, rồi quay video chất lượng cao này, rất nhiều những cái tính năng quick để mà giúp các bạn có thể xử lý video rất là nhanh, giúp các bạn có thể up Instagram, Facebook, TikTok các thứ. Cái đây thì chắc là anh em có khi còn rảnh hơn cả mình đúng không? Và mình sẽ muốn nói một chút về Galaxy A năm 2021 như thế này, thì liệu chúng ta sẽ có thể chờ đón những gì liên quan đến công nghệ để giúp các bạn có những trải nghiệm mượt mà hơn, ấn tượng hơn, hay là có những thứ thú vị hơn? Thì bắt đầu kỹ hơn nhá. Let's go. Rồi, thì mình may mắn cái là cũng có con Galaxy A32 ở đây. Thì đây là một cái dòng điện thoại mà có thể nói rằng, dùng cái từ gì ta, Samsung tập trung rất nhiều về mặt thiết kế. Và mình nghĩ rằng lineup năm 2021 năm nay thì Samsung sẽ áp dụng cái kiểu như thế này nhiều hơn. Và A32 đã đẹp như thế này thì các bạn cứ thử tưởng tượng, ví dụ sắp tới là A52 chẳng hạn, thì nó còn đẹp đến mức độ như thế nào. Nhiều thứ để mà chúng ta bàn đến đúng không? Chưa kể cụm camera này, nhiều ống kính, tập trung rất nhiều những cái tính năng liên quan đến cái camera, thì nó cũng vô cùng hứa hẹn để giúp các bạn có những thứ mới mẻ hơn, ấn tượng hơn. Mình có thể kể đến ví dụ như là những cái chế độ liên quan đến quay video chẳng hạn. Thì con này đã sử dụng camera 64 chấm rồi, thì ví dụ những dòng sản phẩm cao cấp hơn như là A52, A72, biết đâu sẽ được mang cái cảm biến lên tới 108 chấm. Xuống thì sao? Hấp dẫn, đáng chờ đợi đúng không? Còn chưa kể, đây, một chiếc điện thoại tầm giá tốt 6 triệu hơn, đã có màn hình 90Hz. Đấy. Mà màn hình 90Hz nó còn là Super AMOLED hẳn hoi luôn. Các bạn cũng có thể thấy là trước đây một vài hãng thì cũng có 90Hz đấy, cũng có 120Hz đấy. Nhưng mà 90Hz, 120Hz thì cũng có rít có rát. IPS LCD thì làm sao mà so sánh được với Super AMOLED. Và trải nghiệm hiển thị, rồi trải nghiệm về độ mượt trên những cái màn hình này, mình vẫn đánh giá là nó rất là ok. Chưa bàn đến con A32 này có khai thác hết được cái màn hình 90Hz hay là không, chúng ta có quyền tin rằng những sản phẩm cao cấp hơn như A52 hay A72 sắp tới sẽ còn có những thứ ấn tượng hơn nhiều nữa. Biết đâu, một chiếc điện thoại tầm trung có luôn màn hình 120Hz Super AMOLED thì sao? Ủi, lúc đấy nó lại được thực sự đúng không các bạn? Và mình nghĩ rằng nếu như các bạn đang chờ đợi một chiếc điện thoại tầm trung mang lại trải nghiệm thực sự ấn tượng mà Samsung tạo ra, thì A52 và A72 có nhiều thứ thú vị đấy. Ok, hay, nếu như các bạn để ý trong cái hình ảnh trên Facebook không rồi, mình chia sẻ về cái hộp quà mà Samsung có gửi tặng mình, thì trong đó có một cái túi chống nước xịn sò hẳn hoi luôn. Nếu như để mention về những cái tính năng mà mình rất là mong chờ trên dòng sản phẩm A của Samsung á, thì kháng nước là một trong những thứ mà mình thực sự mong muốn có. Trước đây Samsung đã từng làm khả năng kháng nước trên dòng sản phẩm của họ thuộc dòng A, đấy là Galaxy A7 và A9 năm 2017. Hồi đấy hình như A3 cũng có luôn, A5 có hết luôn. Thì đấy, khi mà chúng ta có một cái tính năng kiểu kháng nước như thế áp dụng vào một cái dòng sản phẩm tầm trung như vậy, thì nói chung là chúng cũng có quyền để mà các bạn chờ đợi hơn với một thứ gì đó ấn tượng hơn và khiến cho các bạn yên tâm hơn về mặt độ bền, đúng không? Nên thực sự đây cũng là một trong những thứ đáng để mà quan tâm. Hay, đặc biệt là cái vụ 5G các bạn ạ. 5G thì nó sẽ là một thứ gì đấy của tương lai và nó đang dần phổ biến ở thị trường Việt Nam rồi. Hiện tại các nhà mạng thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị triển khai 5G thương mại. Hiện tại thì vẫn đang thử nghiệm thôi, nhưng sắp tới sẽ là thương mại. Và khi 5G thương mại thì chắc chắn cái kết nối mạng này sẽ là một trong những thứ được mọi người bàn đến rất nhiều, bởi vì tốc độ và những giá trị mà nó mang lại. Mình tin chắc luôn Samsung lúc này sẽ tập trung vào 5G này rất nhiều, giúp các bạn có một cái tốc độ kết nối mạng tốt hơn, độ trễ thấp hơn và mang lại trải nghiệm ứng dụng kiểu thế giới số công nghệ 4.0 nó đã hơn. Và những dòng sản phẩm tầm trung chắc chắn cũng sẽ phải có tính năng này. Và Samsung với vị thế là
nhà sản xuất smartphone lớn nhất Việt Nam không thể nào bỏ qua cơ hội này cả. Chắc chắn họ sẽ mang những chiếc điện thoại tầm trung của họ, mang những chiếc điện thoại 5G của họ xuống mức giá thấp hơn để người dùng chúng ta có thể tiếp cận đến nó một cách dễ dàng hơn. Nói chung với dòng A của Samsung ấy, thực sự thì với những cái nâng cấp của những năm trước đây, mình thấy họ đều tập trung vào những cái chi tiết nhỏ và tập trung vào những cái công nghệ để giúp cho những người trẻ, những người muốn sáng tạo, những người muốn thể hiện bản thân mình mà không muốn chi thực sự quá nhiều tiền cho một mẫu flagship quá cao cấp, lại muốn được sở hữu những cái công nghệ mới, thì họ luôn tập trung vào những cái thứ đó rất là tốt, tập trung vào camera, tập trung vào trải nghiệm người sử dụng, tập trung vào thời lượng pin, tập trung vào thiết kế. Năm nay thiết kế sơ sơ như thế này đã thấy rất là đẹp rồi, thì chúng ta còn có quyền trông chờ vào những thứ khác như là màn hình, như là hiệu năng, đặc biệt là camera và kết nối 5G. Vậy bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Vài ngày nữa thôi, Galaxy A52 và A72, bây giờ là mình đoán là như vậy, gọi chung là Galaxy A 2021 sẽ được chính thức ra mắt. Và các bạn mong đợi điều gì? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và cùng chờ đợi sự ra mắt của Galaxy A 2021 thôi, đúng không anh em? Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!